Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bodyo. Bên đây tàu lão chào bên đây Trần Hoàng Đại Lâm Baloti. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo 1.2. Bên một là Dư đến từ Kiên Giang. Còn bên kia là Anh Bằng và Gã Đầu Bạc. Bên hai chấp bên 1-2 điểm nha các bạn. Vậy hiện tại bây giờ tỷ số đang là 1-2. Đang là 1-2. Vô hàng và vô hàng. Đang vô hàng. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại. Đang vô hàng và vô hàng. Anh ơi, trả tiền nước nè. 1-2. Gã Đầu Bạc phá bóng. Cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Bóng ngoài. 3-1. Điểm điểm trước luôn chưa? Điểm trước luôn không vậy? Quá hay, một pha trả đòn quá tuyệt vời của anh Bằng. 2-3. B-Bay. Đang vô hàng và vô hàng tiếp tục nha các bạn. Đang gây cấn các bạn à. Đang vô hàng và vô hàng nha các bạn. Hiện tại đây Lâm đang có bán những sản phẩm Lip Pro, chai nóng và chai lạnh, chai xoa bóp ra mỏi với gáy. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai nóng dùng để xoa bóp trước khi thi đấu, làm nóng nha các bạn. Còn chai lạnh dùng để chữa trị chấn thương tức thời, giảm đau tan máu bầm để tiếp tục cuộc chơi. Còn chai đau vai gáy, mỏi vai gáy rất tốt cho người trung niên và người già. Zalo số điện thoại của Lâm là 0933 295981 và 0949 964439. Phần comment bình luận và trong tiêu đề sẽ có số điện thoại của Lâm các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tỷ số tại giờ là 3-3. Bay. Quá hay, một pha cố gắng của Dư. Vẫn chưa sao. Sân bóng này đang vô hàng và vô hàng nha các bạn. Khán giả bên kia đang nín lặng chờ xem các bạn biết như thế nào rồi đấy. Dò gà. Quá hay. Một pha trả đòn quá tuyệt vời của anh Bằng. 4-3. Kèo này bên hai chấp bên 1-1 để 2 điểm nha các bạn. Hiện tại bây giờ điểm điểm rồi. Tổng cộng hiện tại giờ là 4-3. Tỷ số tại là 4-3. Trận đấu tiếp tục. 4-3. Quá hay. Một pha phát quá khó vừa rồi của Gã Đầu Bạc bên kia. 5-3. 5-3. Một pha bọc lót quá hay của Gã Đầu Bạc vừa rồi. Đang tiếc pha bóng vừa rồi của Gã Đầu Bạc. Một pha không bóng không người đã đánh ra ngoài. 4-5. Ủa
đâu. Đang tiếp pha bóng vừa rồi, một pha đánh bóng ra ngoài của Dư. 6-4. Lại là Dư đánh bóng ra ngoài. 7-4 ghi về cho bên hai. Lợi thế rất lớn cho bên hai. 7-4. Đây là những ngày sắp tới Tết Tây. 8-4. Quá đáng tiếc trên bằng pha bóng gì rồi. Một pha dò gà đánh bóng ra ngoài. 5-8. Sức mạnh đồng kính là Dư Kiên Giang. 4 giây. 9-5. Một pha cảm giác của Dư quá tuyệt vời. Phong bóng gì rồi. 6-9. Ramui Krambul. 7-9. Tới công chuyện rồi. Rami Krambul. Tới công chuyện rồi. Đây là những ngày chuẩn bị giao thừa Tết Tây sang năm mới 2022 các bạn. Là cuối tháng, cuối 2022, đầu 2023. Xây là sân cầu tre, đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn hoạt động bình thường. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Chuẩn bị bước sang năm mới, sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. Bảy trên. Quá khó chịu. Một pha phòng thủ tốt gì rồi của gã đầu bạc. Lại là pha móc bóng của Dư. 1-2 cho gã đầu bạc. 1-2. Một pha phản đòn quá hay vừa rồi của gã đầu bạc. 17. Trận đấu đang trở nên rất hay rồi. 17 đớp Rambi. 1 pha quá khó vừa rồi của anh Bằng. 80. Rampay đập. Rampay đập 80. Lại là một pha giật bóng của Dư. Đáng tiếc cho Dư rồi, một pha không cảm giác gì rồi. 11-8 đập môi Rampay. Đớp môi Rambay. 11-8. Đáng tiếc pha bóng trả đòn gì rồi của Dư. Thiếu cảm giác. 11-8.
và phát bóng quá khó gì rồi của gã đầu bạc. Quá hay. Tây đồ mà mất tiền chung. Lại là một pha giật có cảm giác quá cảm giác rồi của Dư. 9-11. Ramon đập môi. 9-11. Các bạn hãy chờ xem ai sẽ vào bờ nha. Trận đấu đang rất hay. Ramon đập môi. 9-11. Bà chủ ở đây giới thiệu cho, chưa có chồng chưa có con ở đây giới thiệu tìm người yêu cho. Quá đáng tiếc pha bóng vừa rồi của Dư. Lại là một pha thiếu cảm giác của Dư vừa rồi. 12-9. Lợi thế đang nghiêng về cho bên hai. Mặc dù chấp 2 điểm và điểm chấp rồi. Lại là một pha giật bóng của Dư. Lại là pha thứ hai. Quá hay. Những pha móc bóng quá khó chịu vừa rồi của anh Bằng. Đúng là anh Bằng. Một pha quá tuyệt vời của anh Bằng vừa rồi. Mời chuyển về nhà luôn đi Dư ơi. 13-9. Lợi thế cách biệt quá lớn rồi. Đập phay Ramon. Và quá tuyệt vời vừa rồi của Dư. 10-13. Đập phay. Tụ má ông già đó mà mày đánh không lợi. Mày thấy ông già ngồi đây vô nữa rồi mày đi ăn chó luôn. 10-13. Lại là một pha trả đòn không hiểu bóng đi về đâu. Dư đứng hình vào bóng vừa rồi. 14-10. Bóng ra ngoài. Đập môi. 11-14. Vẫn chưa sao. Lại là gã đầu bắt tự sát tạm lạc. 12-14. Đập môi. Mười ba mười bốn. Đập bun. Tới công chuyện rồi các bạn ơi. Đang rất căng. 13-14. Trận đấu đang trở nên rất hay rồi. 15 tới nha. Gã đầu bạc làm gì đây? Quá hay cho Dư. Một pha cú bóng quá tuyệt vời của Dư. Bóng hay. Thật sự gã đầu bạc kết liễu Dư. 15-13. Xin chúc mừng bên hai vào bờ. Quá hay bên hai. Rất căng, rất hay. Trận đấu đang trở nên rất hay. Đang cáp kèo tiếp tục các bạn ơi.
bên một ối cơm và ối canh. Các bạn thấy hay nhớ share và like, like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.